Rồi, em chào chị ha. Chào Nguyên Quỳnh. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chào Nguyên Quỳnh. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình. Trước là chào Nguyên Quỳnh, sau là chào cô chú bác, anh chị em trên cộng đồng này đang xem kênh của Nguyên Quỳnh. Chúc cho Nguyên Quỳnh cùng mọi người có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui. Chị giới thiệu về mình ha chị ha. Chị tên là Phương. Tên gì chị? Tên là Nguyễn Thị Phương. Nguyễn Thị Phương hả? Phi á, Phi á. Phi, à. Sinh 1973, quê quán ở Bến Tre, mà hiện giờ đang sống ở Đồng Nai. Đồng Nai. Hiện tại là chị đang làm công việc gì? Chị đang làm tiệm tóc và men. Chị ra Đồng Nai được bao lâu rồi? Chị ở đây được 20 năm. Wow, lâu vậy đó hả? Rồi chị làm công việc làm tóc bao lâu? Cũng hơn 20 năm rồi. Vậy đó. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Chị ông xã mất. Ông xã mất chị? Năm 2016. Ồ. Lý do gì sao ông xã chị mất? Ông xã bị tai nạn xe giao thông á. Rồi chị có được mấy người con? Chị có hai người con trai. Đứa lớn là hôm nay là được 21 tuổi, còn cái đứa sau này được có 7 tuổi. Lúc chồng chị mất á, là chị đang mang bầu thằng bé. Rồi các con của chị còn đi học không? Thằng lớn thì nó đi làm rồi, còn thằng bé đang đi học lớp 2. Chị rồi chị làm tóc như thế rồi có học trò làm với chị không? Trước thì có học trò nó ra nghề hết rồi. Tóc nữ thôi hả chị, có cắt tóc nam luôn không? Không, làm tóc nữ uống tóc rồi nhuộm rồi dũi đủ loại gì đó, mà làm bên nữ không. Chị rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của chị nhá, thì hay nói thật với lại sống thật, chịu khó làm ăn, ít đi chơi nữa, không hình như là không có đi chơi, công việc á làm rồi suốt ngày thì chỉ biết công việc làm thôi, rất là chịu khó để làm. Khuyết điểm của chị theo chị nghĩ khuyết điểm của chị là hay nói thật, không có nói thẳng nói thật á. Nhiều khi mình nói thẳng quá có nhiều người họ không thích mình nói thẳng, nhưng mà cái tính là mình hay nói thẳng nói thật như vậy, không có nói theo người này người kia, là mình không nói theo được, mình nói thẳng tính. Mình nghĩ mình thẳng tính quá thì chắc có nhiều người cũng không thích là mình nói thẳng tính. Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị muốn là biết quan tâm đến chị, và cái điều quan trọng nhất là thương con chị, tại con chị nó còn nhỏ,
cái đứa lớn thì nó đi làm được, nó lo cho bản thân được. Chỉ còn cái đứa bé này nó cần sự yêu thương, quan tâm và thương yêu nó như con ruột. Chị muốn là như vậy. Rồi chị có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Tuổi thì theo chị nghĩ thì trừ từ tuổi chị đổ lên. Rồi nếu anh ấy hút thuốc uống rượu chị nghĩ như thế nào? Uống rượu thì ít thôi, nhưng mà hút thuốc cũng ít thôi, hạn chế quá. Cái gì chị nghe mùi thuốc thì chị cũng không thích lắm. Nhưng mà nếu mà anh nào có ok bỏ được thì càng khó, còn nếu không được thì hạn chế bớt thôi. Rồi chị coi video của em hay ai giới thiệu chị xem. Chị coi nhiều lắm rồi nhưng mà ngại, rất là ngại, Vậy không dám đó lên. Từ trước giờ nói chung là mình chưa có bao giờ lên cái ống kính hay là lên quay video vậy hết, nên mình ngại hồi hộp lắm, nghĩ lại không dám đăng ký nữa, không dám lên. ha. Cái hôm bữa là có người bạn cũng từ bên Mỹ về lại làm tóc á, cái là cái chị ấy chỉ lớn hơn chị 2 tuổi, là chị mới động viên riết là bắt đầu đi có cái động lực để đăng ký lên, chứ còn chưa, ngại lắm, không Con chị như lên. thế nào, có ủng hộ chị đi thêm bước nữa không? Đó, nó cũng hộ. Công việc của chị vào mùa này có bị ảnh hưởng gì không? Nói chung là mùa này đến Tết là mình vô mùa chuẩn bị vô mùa làm ở nguyên mình. Ở bên Việt Nam là chuẩn bị là vô mùa làm từ đây đến Tết, nhưng mà không biết là năm nay là bằng mấy mọi năm trước hay không thì mình cũng chưa biết. Nhưng mà đó là hết mùa mưa này là vào chuẩn bị vô mùa làm, đến Noel đến Tết luôn. Chị rồi những lúc rảnh rỗi là chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Nói chung á, giờ rảnh của chị thì rất là ít, tại vì công việc chị làm á, giờ rảnh rất là ít, mà ít có, nếu mà có rảnh á, thì chỉ kiểm tra bài cho con đi học rồi nấu ăn, chứ là không có thời gian, cũng không có thời gian rảnh. Chiều cao của chị là bao nhiêu chị? Chiều cao của chị là 1m59, chị 51 kg. Chị muốn anh bạn của chị cao khoảng bao nhiêu? Thì theo chị nghĩ chắc cỡ chị trở lên không không có không có giới hạn, từ chị đổ lên là được rồi. Chị thích một anh làm quen với chị trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Theo chị nghĩ đừng ít nói quá, cũng nói nhưng mà đừng đừng có ít quá, biết là hòa đồng với mọi người xung quanh. Chị thì làm cái công việc của chị thì rất là hòa đồng với mọi người, khách hàng này nọ xung quanh, chị cũng muốn người đó hòa đồng cùng mọi người xung quanh để mình nó phù hợp hơn gì đó. Chị chưa mở tiệm tóc ở nhà mình luôn hay là chị phải thuê ở chỗ khác chị mà mở? Chị thuê chỗ ở ngoài mặt đường thì nghĩ là Rồi chị mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ? Sáng 8 giờ mở cửa đến 9 giờ là tối. Cũng dài giờ dữ ha. Rồi giờ này chị ở ngoài đây còn tối, vậy rồi con nhỏ của chị như thế nào? Con nhỏ chị? Nó cũng ở chung với chị luôn. Ủa, cũng ở đó Nó luôn hả? ở luôn, tại vì chị thuê ở tiệm rồi mẹ mẹ con chị ở trong tiệm luôn. Ồ, vậy đó hả? Chứ em tưởng rồi về nhà ở riêng chứ. Tao cũng ở tiệm luôn, đặng cho nó tiện á, mình ngủ luôn ở tiệm rồi cái sáng mình dậy luôn, mình làm công việc đó nó rất là tiện, nấu ăn đồ ở tiệm làm luôn.
Tại vì mình thuê nhà nguyên một căn á, thế là có chỗ ở lại. Gia đình chị có được mấy anh chị em? Bên nhà chị thì rất là đông, tới 10 người. À, rồi hiện tại gia đình của chị á có ở đây không hay là ở dưới Bến Tre? Gia đình chị ở dưới Bến Tre hết rồi, nhưng mà chỉ có đứa cháu gái cách chị 2 tuổi là ở bên đây, nhưng mà không ở chung, ở trên Biên Hòa, ở Đồng Nai mà ở thành phố Biên Hòa. Cha mẹ của chị còn đầy đủ không? Ba chị mất cách đây cũng 8 năm rồi, mẹ chị thì còn hiện giờ, và mẹ chị cũng lớn tuổi, tám mấy tuổi. Rồi gia đình chị có ai ở nước ngoài không? À không, không có ai ở nước ngoài ở bên đây không. Sau khi ông xã chị mất thời gian cũng khá khá lâu á, chị trẻ trung rồi công việc ổn định, xinh đẹp nữa, chắc có nhiều anh theo đuổi chị hả? Nói chung á là chị làm công việc của chị bên nữ không mà không có nam, rồi chị không có thời gian để đi ra ngoài chơi với bạn bè thì không có, rồi không có tiếp xúc nên không không có quen biết nam, và nên không có quen ai và cũng không tìm hiểu ai. Từ lúc đó đến giờ cứ công việc xong rồi lo cho con, rồi lúc nào rảnh thì kiểm tra bài cho con đi học, vậy đó là hết ngày, đâu có thời gian đâu. Còn như mùa Tết này á là chị còn phải mấy đứa cháu với lại nó phụ quá, nấu cơm này nọ đồ, chứ chị cũng mắc làm không có thời gian nên không có đi chơi và cũng không có tiếp xúc ai bên ngoài. Chị thích một anh làm quen với chị có tính lãng mạn không? Nói chung là phụ nữ mình thì ai cũng thích cái điều đó, nhưng mà như những ngày lễ hay là sinh nhật gì đó thôi, chứ không phải là lãng mạn hoài thì cũng không được. Mình cũng thích, nói chung là phụ nữ thì cũng phải có thích một ít lãng mạn một tí xíu, như ngày lễ đọc thì tặng một ít hoa quà hay là hoa gì đó, vậy đó thể hiện một cái tình cảm gắn bó chút xíu, vậy thì chị thích vậy. Chị rồi sau khi ông xã chị mất rồi, hiện tại bây giờ trong lòng chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Chị nghĩ người đàn ông hiền hiền hậu, tại vì ông xã chị lúc còn sống cũng hiền hậu lắm, sống cũng hòa đồng, nên chị cũng muốn thích một người hiền hậu và sống hòa đồng thì biết yêu thương vợ con. Điều đó là phụ nữ mình ai cũng đều mơ ước điều đó hết, còn gia trưởng hay là khó khăn thì mình cũng ngại. Chị thì chị thích vậy. Chỉ cần người đó là vui vẻ, không có gia trưởng ha. Dạ đúng rồi. Ok. Hồi đó giờ có bao giờ chị đi du lịch ra nước ngoài không? À không, nguyên mình chị có đi, nhưng mà đi ở trong Việt Nam này được vài chỗ, chứ còn cũng chưa có đi nhiều lắm. Còn nước ngoài thì chưa chưa bao giờ chưa bao giờ còn nghĩ tới là sẽ đi ra tới nước ngoài. Bây giờ chắc chị cũng phải nấu ăn cho mấy mẹ con mình phải không? À sao sao Chị cũng phải nấu ăn cho gia đình mình mỗi ngày phải không? à, chị nấu, chị lúc rảnh thì chị có nấu, nhưng mà lúc nào khách đông quá chị nấu không được thì chị gọi điện người ta mang cơm, ta là mang đồ ăn bên ngoài lại ta giao, tại vì xung quanh đó, chỗ chị làm á tiệm rất là nhiều tiệm bán, ngày nào mà chị mắc khách không nấu được thì ngày đó chị gọi người ta mang lại, còn rảnh thì chị sẽ đi nấu ăn. Tiện ha, vậy cũng tiện ha chị. Tại xung quanh ở gần đây cũng nhiều quán lắm, nhiều tiệm người ta mở ở thuộc thị trấn cũng đông đúc người lắm, đông. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng chị sẽ
tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả giùm em ha. Chào Nguyên Quỳnh, cảm ơn Nguyên Quỳnh. Nhờ có Nguyên Quỳnh rồi mình mới dám lên cái này chứ còn chưa bao giờ nghĩ được là mình sẽ đi kết nối, nên đó là hôm nay mình có động lực lắm mới lên trên này. Chào Nguyên Quỳnh, cảm ơn Nguyên Quỳnh nhiều, chào cộng đồng mạng là anh chị em cô chú bé, nhiều sức khỏe. Chị sau video này nếu mà anh nào để ý chị, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại ha, để anh ấy liên lạc với chị ha. Nếu sau video này chị để ý anh nào á, chị gửi số số video của anh đó qua chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy. Rồi tuy nhiên là giờ giấc ở Việt Nam như các nước khác nhau á chị phải gửi tin nhắn trước nha. Rồi với lại trong chuyện tìm trong khi tìm hiểu á, thì cẩn thận về vấn đề tài chính của mình ha, để cho mình không bị thiệt thòi nha chị. Ba chị good night chị ha. Rồi, ba Dạ, chị gửi số điện thoại của chị qua cho em ha.